Phúc TV xin chào cô chú anh chị và các bạn Ngày hôm nay thì em có đăng video bán dập cho bạn Tài ở Minh Lức Long An Là một bộ mẹ con nha Mẹ là con xin, còn con là con xin cái nha cô chú anh chị và các bạn Nếu mà cô chú anh chị cảm thấy dùng ý bộ mẹ con này Thì hãy nhanh tay gọi ngay xuống khỏi mẹ em để trong hình gặp ơn Tài nha Còn bây giờ thì em xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy theo dõi đoạn đô phút sau đây nha Trước mình cô chú anh chị đây chính là bộ mẹ con nha Sau đây thì em sẽ quay về sái bóm cái con bộ mẹ để cho cô chú anh chị xem nha Thì đây chính là sái mặt của nó nha cô chú anh chị Đó Còn đây chính là sái lưng của nó nha cô chú anh chị và các bạn tức là bò này hai sái sẽ mặt hoài xuống lưng rất là đầy đủ luôn nên là cô chú anh chị kiên tâm nha sau đây thì em sẽ quay về dàn chân trước nha đó thì đây chính là dàn chân trước nha cô chú anh chị và các bạn còn đây chính là dàn chân sau nha cô chú anh chị và các bạn đó vú yếm rúng nói chung là cái con bò này nó rất là đầy đủ luôn và vận tài bao hết cho cô chú anh chị luôn nha nên là cô chú anh chị kiên tâm nha và hiện tại cái con bò mẹ xin này nó cao tầm một mét ba bò nha cô chú anh chị và các bạn đó thì cái con bò mẹ này nó mới đẻ được lứa đầu tiên tức là cái con bò xin cái nha cô chú anh chị và các bạn đó và chân móng sái bóm yếm dậu lườn vú nói chung là cái con bò mẹ này nó rất là hoàn chỉnh luôn nên là cô chú anh chị cũng tâm nhan và bò này thì bạn tài có nói với em tất cả đều bao cho hết cho cô chú anh chị luôn nha thậm chí là bao ăn bao uống luôn nên là cô chú anh chị cứ tâm nhan còn đây chính là cái con bò sinh cái con gần khoảng một tháng tuổi nha cô chú anh chị hoặc bạn và em đã kiểm tra rất là đầy đủ rồi tức là chân móng sái bóm yếm dậu luôn. nói chung là cái con bò này rất là đầy đủ luôn nên là cô chú anh chị cưng tâm nha thì ngày hôm nay thì em có đến nhà của bạn Tài ở Bến Lức Long An là ghi hình trực tiếp đăng bộ về con này với cái giá là 30 triệu 500 ngàn nha cô chú anh chị hoặc bạn và bạn Tài có nói với em nếu mà cô chú anh chị nào cảm thấy thiện ý mua bộ mẹ con này thì bạn sẽ bớt cho cô chú anh chị và các bạn một chút đỉnh tiền xe để kéo về nha. Và trong cái tầm giá mà 30 triệu 500 ngàn mà còn bớt nữa Thì sẽ khó có thể nào kiếm được một bộ mẹ con xin như thế này nha cô chú anh chị và các bạn Đó Vì cái con bò mẹ này nó mới đẻ được cái lứa đầu tiên Nên là cái đường sinh sản sau này của cô chú anh chị mình nuôi sinh sản thì sẽ rất là lâu nha Nó rất là phù hợp cho những cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu cho mình được một bộ mẹ con sinh sản nha Hay là những cô chú anh chị nào mà vừa mới kết hôn vừa mới ra điên Và muốn sở hữu cho mình được một mẹ con để sau này nha cô chú anh chị và các bạn Đó thì một lần nữa nếu mà cô chú chị cảm thấy ưng ý bộ mẹ con này thì hãy nhắc máy ngay gọi ngay xuống thuận em để trong mình để gặp bằng tài nha. Và em xin nhắc lại một lần nữa nha. Thì hiện tại cái con bò mẹ sinh này nó cao tầm 1m3 bò và nó đẻ được lưới đầu tiên nha cô chú anh chị và các bạn. Tức là cái con bò xin cái con nha. Đó. Thì một lần nữa nếu mà cô chú chị cảm thấy ưng ý bộ mẹ con này thì hãy nhanh tay gọi ngay xuống thoại em để trong mình nha. Thì địa chỉ của bạn là ở Bến Lức, long An nha cô chú anh chị và các bạn. Thì thôi cái video này thì em cũng xin tạm dừng video tại đây Và một lần nữa nếu mà cô chú anh chị cảm thấy em gãy bộ mấy con này Thì hãy nhắc máy ngay gọi ngay xuống khỏi em để chụp hình Đẹp bằng tài nha Còn bây giờ thì em xin chào tạm biệt mọi người và hẹn người vào tập tiếp theo nha